lên. Phân chị đâu kèm, phân gạch chị đâu kèm. Bắt dịch Ken, bắt dịch. Nó hết dịch luôn rồi đó coi. Đó. Con này nè được rồi. Bắt lần nó già luôn. Bắt chưa rồi sao trơn dịch luôn rồi. Là sữa giò luôn rồi. Nắp rồi còn hóc đó. Nè, bắt con máy được, con máy nặng nè. Rút ra chị. Nó sang món cháo vịt như các bạn, con vịt này rất là to, tướng vịt bự nè. Đây. Chứ nhìn đầu nhỏ lông quá à. Đầu lông quá trời. Lòng thuốc còn thịt á, nhổ ra nè. Nguyên con vịt luôn các bạn. Thao bự. Đây cái đùi.
Phù câu, hai cái đùi hai cái cánh đây, cổ hơi chặt rồi. Thịt các bạn thấy không, quá ngon đó. Đây vịt ở nhà nuôi nha các bạn. Đây bộ đồ lòng ở đây có huyết, mề, gan, giò, cẳng, tiếc đi đã gì ăn ta tiếc. Đây. Cái cánh này biết ấm đầu tiên. Bây giờ cho nó dần. Thôi miếng này. Không thịt kho không canh được rồi. Cái thịt kho cho nó đây. Không, giờ chặt thịt các bạn này không có, không có gỏi ha. Nó bán theo bà hợm. Nó ấy đại nạ cũng mấy cục mặt nạ cũng hết rồi. Họ mà sống bứng đỡ nó. Thôi, tụi không lại. Dĩa bứng nạc nạc nó. Chặt nửa con thôi. Rất dịch. Giờ lại nó coi cho ngoại nó mấy á. Miếng gà hả? Hả? Dĩa miếng gà hả? Dạ, tại mình mới tính cho gà, tính cho để cho nó mấy á. Ừ, thì gà. Đây, đây. Đó, cho nó đi với. Hôm nay phải biết mày ăn tao cho đưa nhà cho ăn. Đây nó để nguyên cái đùi luôn mà đó. Thì chị bỏ miếng vô. Miếng gà gì đó. Đi đợi là ghìa nha. Tí tại phô câu tí cái năng hết rồi tiếp. Phô câu. Đây phô câu này. Không ăn tốt ăn hơn. Máu hay gì? Bởi thằng đỏ đỏ này hả? Đi bắt nước đó. Cơm cúng rảnh đem xuống hầm. Gà nữa. Con gà nữa các bạn. Con gà nữa. Gà này hồi tắm miếng thì cái cay nữa.
đổ nước con. Đây, qua theo. Như chim ướt thật là cay. Còn vịt thì xem với mắm gừng. Chén muối ớt thật là cay với một dĩa gà xếp hơi sẵn đây, nhìn nó chảy nước miếng rồi. Này nặng miếng chanh nhìn nó mới là tuyệt vời. Tính điện tính tiếc. Nước chanh tính đây, thấy không các bạn? Trời ơi, cay lắm rồi, kêu cái này ăn đi. Ăn sành. Thế cái này là đủ không? Ăn thử coi.